Thời điểm này, thành phố Hưng Yên tập trung chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho công tác bầu cử, trong đó có việc chuẩn bị cho các ứng cử viên tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Nhằm phục vụ tốt công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, những ngày này, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cấp phát đầy đủ con dấu các loại, tài liệu vật dụng, cùng 214 bảng liên biết danh sách chính thức và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban bầu cử thành phố Hưng Yên đã cấp phát cho 100% khu vực bỏ phiếu với tổng số 107 hòm phiếu chính, 107 hòm phiếu phụ. Để chuẩn bị phục vụ công tác bầu cử theo đúng luật định, hiện Ủy ban bầu cử các phường xã của thành phố đang tích cực chuẩn bị các điều kiện phục vụ bầu cử, trang trí phòng bỏ phiếu theo hướng dẫn chung của tỉnh.